Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Thứ nữ, bất du vịnh tiểu ngư. Chương 171 Nói đến cẩm nương, khóe miệng lãnh hoa đình liền không tự giác có chút nhích lên, cũng giống như nàng, mới rời khỏi, mà đã bắt đầu nhớ nhung rồi, nếu không có dương ca nhi, nếu không phải nơi đây quá mức nguy hiểm, nếu không có chuyện nữ nhân không được phép đứng trong quân ngũ, nếu không có. Kỳ thật, chỉ có một điểm, nếu không sợ nàng gặp nguy hiểm, sợ nàng chịu khổ, hắn thực sự nghĩ chỗ nào cũng muốn mang nàng theo, một khắc cũng không muốn cùng nàng chia lìa. A à ha, tứ cô nương nhà ta ngay cả cái này cũng hiểu. Nàng cũng quá bất công rồi, lão tử trên chiến trường, nàng như thế nào không làm vài thứ tốt cho cha nàng giải khốn đây. Tôn đại lão gia nói xong dâu ria liền venh lên, vẻ mặt bất mãn, nhưng trong mắt lại là tự hào vui vẻ đâu chỉ có như vậy, chúng ta còn cùng nhau cải tiến máy ném đá. Nàng bảo tương tác doanh chế ra lò so độ co giãn rất mạnh, có thể đem quả bom quang ra khoảng cách trên trăm trượng. Binh mã của bọn họ cường tráng thì như thế nào? Con rể của ta kéo 10 cái máy ném đá, hơn nữa còn thêm mấy chục xe ngựa thuốc nổ. Ta xem thiết kỵ của người Tây Lương như thế nào chống lại máy ném đá của ta. Ngón tay lãnh hoa đình trên bản đồ quân sự vạch dấu chỉ điểm đang suy xét thời gian cùng địa điểm công kích tốt nhất. Đại lão gia vốn là nghe được như lọt vào sương mù, sau khi nghe lãnh hoa đình giải thích qua, mặt mày lập tức hớn hở, ông bị người Tây Lương nghẹn khuất hơn mấy tháng rồi, vừa nghe có loại vũ khí cao siêu như vậy, sao lại không thích, nhất thời vị lão tướng chiến trường này bị hào hùng kích lên, ước gì lập tức liền cùng người Tây Lương nhất quyết phân cao thấp. Vì vậy cha vợ con rể không quản đi đường mệt nhọc, Mồi tại trên địa đồ bắt đầu thương nghị. Đại doanh Tây Lương trú đóng trong khe núi cách U Thành không đến 30 dặm, nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nguyên Soái Lĩnh Quân là Bắc viện đại vương của Tây Lương, lúc này, hắn đang ở trong đại doanh soái của mình cùng các tướng quân cấp dưới ăn thịt dê nướng, uống rượu trắng. Tin tức viện quân của Đại Cẩm đến bọn hắn đã sớm biết, Nam viện đại vương ở phương diện tình báo từ trước đến nay là chuẩn xác nhất, kịp thời nhất. Tên tiểu tử tàn tật của giàn thân vương phủ vậy mà cũng mang binh tới chiến trường. Bắc viện đại vương ngẫm lại liền cười, thò tay cắt một khối thịt dê, chấm vào nước tương, bỏ vào miệng ăn liên tục, vừa ăn vừa nói với một tướng quân trung niên bên cạnh. Nghe nói tiểu tử lãnh binh kia lớn lên còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân, a lạp đồ, ngày mai ngươi bắt sống tên đó mang đến đây cho bồn soái, để cho bổn soái thưởng thức tư vị của hắn có thể so với đám đàn bà còn tiêu hồn hay không hơn. Ha ha ha. Người tên là A Lạp Dồ tướng quân nghe xong hai mắt cũng biến thành lang sói, nịnh nọt rót đầy rượu cho Bắc viện đại vương, lại cắt khối thịt đùi dê tốt nhất đưa cho Bắc viện đại vương, cười ra nói, đại vương yên tâm, người đại cẩm là loại nhu nhược, chỉ có thể ngâm thơ vẽ tranh, có thể trên chiến trường không bao nhiêu người, mẹ nó lớn lên đều giống đàn bà, đến mai thuộc hạ liền đi khiêu chiến nhất định đem tiểu tử kia bắt sống cho ngài chỉ là ngài nếm xong nên thưởng cho thuộc hạ cùng xem tư vị của hắn như thế nào nghe nói tiểu tử kia là đệ nhất mỹ nam của đại cẩm một ánh mắt có thể làm cho tất cả nam nữ đều hồn siêu phách tán ai nha nha ngẫm lại liền thấy mất hồn a đám đại tướng quân ngồi bên ngoài nghe xong đồng loạt phá lên cười ha ha bắc viện đại vương lại nghiêm mặt nói ngày mai vẫn không thể đi Tin tức từ phía nam tới chỉ nói tiểu tử kia chưa từng đánh giặc, nhưng binh thư đã đọc qua không ít. Mặt khác, lúc này đây bọn hắn lại tới thêm 10 vạn đại quân, năng lực của đại cẩm không ít, chỉ là dám liều mạng không nhiều lắm, nhưng nghe nói tân hoàng bọn hắn rất xem trọng vũ lực, lúc này đây mang binh đến khả năng so với quá khứ sẽ cường hơn một ít, chúng ta cũng không thể phớt lờ a hát Tên tướng quân A Lạp Đồ kia nghe xong lập tức cúi đầu xác nhận nhưng khinh thường trong mắt lại không chút nào che giấu. Ngồi phía trên cũng có tướng quân nhỏ giọng nói, người đại cẩm, coi như là lại sùng võ thì như thế nào. Bọn hắn tham lam an nhàn đã quen, cuộc sống áo cơm sung túc đã lâu, sẽ thiếu đi cảm giác nguy cơ, luyện tập sẽ sơ sài, binh lính của bọn hắn, đều trứng mềm, bọn hèn nhát, đến một người giết một người, đến một đôi, giết một đôi, đại soái đại vương không cần lo lắng, mặt tướng dám khoe khoang khoác lác, qua một tháng nữa, U Thành có thể bị chúng ta hạ. Bắc viện đại vương nghe xong nhíu mày nói, tôn lão đầu kia cũng không phải loại nhu nhược, chúng ta cũng đã gặm hơn mấy tháng rồi, hắn luôn khăng khăng sống chết chống đỡ, hôm nay cuối cùng hắn cũng chờ được viện binh đến. Một tháng, U Thành trong vòng một tháng rất khó hạ, nhưng không hạ được cũng phải hạ, chúng ta dây dưa không nổi nữa, tuy nói lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhưng vật tư trong nước quá mức thiếu thốn, chúng ta đoạt được đa số đồ đạc tất cả đều trợ giúp trong nước rồi lúc này đây thật không nghĩ tới đại cẩm nhanh như vậy đã gom góp đủ lương thảo cùng nhân mã thương đội của bọn hắn không phải là còn chưa trở về sao lấy tiền ở đâu ra bọn hắn có phải hay không lại có căn cứ kiếm tiền mới nếu là như thế chúng ta thực chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi nếu lại tiếp tục chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ gì bắc viện đại vương nói làm cho các tướng lĩnh lâm vào trầm tư trong đó một gã chức quan có vẻ thấp hơn một chút nói triều đình đại cẩm quốc khố sớm đã bị nam viện đại vương chúng ta chuyển đi trống không rồi nhưng mà nghe nói giản thân vương phủ thật sự lại nghĩ ra biện pháp tốt kiếm tiền nói là chế tạo ra một loại xà phòng giặt quần áo cùng tắm dừa đều dùng rất tốt không chỉ dễ bán ở đại cẩm còn tiêu thụ ở đông lâm và các quốc gia khác buôn bán lời thật lạ nhiều bạc lần này quân lương cùng lương thảo của đại quân nghe nói tất cả đều là cô diên giàn thơn vin vũ tặng đấy vừa nói đến xà phòng các tướng lĩnh liền bắt đầu nghị luận có từng dùng qua một hai khối nói là rất thoải mái xà phòng ở tây lương còn rất ít gặp chỉ là ngẫu nhiên có thương nhân đi đông lâm mang về một ít rất nhiều quý tộc dùng một lần liền thích so di tử một loại xà phòng thô làm bằng mỡ động vật trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần chỉ là thật không biết là như thế nào làm được. Thật sự là đáng tiếc a hát, lão nhị ở phía nam ẩn núp nhiều năm như vậy, ngoại trừ bạc, thực sự vật dụng hữu ích cũng không có mang trở về, gần đây hành động lỗ sát, bắt cộng giết, cũng thất bại, bằng không thì, đem bắt đứa con dâu của giản thân vương đến Tây Lương chúng ta, cũng tạo ra vài loại đồ đạc hiếm lạ này nọ, cùng nước khác giao dịch buôn bán, Tây Lương chúng ta cũng không biến thành khốn cùng như thế này. Bắc viện đại vương thở dài một tiếng nói. Một đám người đang ăn thịt uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất, ai cũng không biết, bên ngoài đại doanh, một đội ngũ đặc biệt đang lặng lẽ ẩn náu, bọn hắn đi đường yên lặng không một tiếng động, hành động thực sự nhanh nhẹn như điện, trong tay mỗi người cầm một cái nỏ nhỏ, một con đao nhỏ, còn có một quả bom ném tay loại nhỏ, tiến vào khe núi, liền vô thanh vô tức bắn chết lính gác, tiếp theo liền như ma quỷ lẻn vào các chướng doanh có người trong tay sách theo một thùng dầu đen, vừa tiếp cận lều. Liền đem dầu đen trong thùng dội lên trên lều, sau khi dội hết liền rất nhanh lui lại, đội ngũ vài trăm người, rất nhanh liền đem mấy cái lều chung quanh đại doanh Tây Lương toàn bộ để dội dầu, sau khi xong việc, tất cả đều lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình thời gian không đến mấy khắc chung, trong quân đội Tây Lương căn bản không có người phát hiện, bắc viện đại vương lại cùng các đại tướng thương nghị chi tiết khiêu chiến cùng quy tắc tác chiến ngày mai đột nhiên nghe được một tiếng nổ dữ dội bắc viện đại vương nghe vậy chấn động có quan quân lập tức cầm lên trường đao chuẩn bị lao ra khỏi trướng nhưng thấy bên ngoài ánh lửa ngập trời ngay sau đó tiếng kêu thảm nổi lên trong đại doanh nhất thời gào khóc thảm thiết đao binh âm vang rung động loạn thành một đống sắc mặt bắc viện đại vương kịch biến hô to nói địch nhân tập kích doanh trại rồi, mau mau rời trướng lên ngựa tác chiến. Nói xong, chính mình dẫn đầu đi ra lều lớn, đã thấy bên ngoài ánh lửa ngập trời, toàn bộ người Tây Lương trong đại doanh loạn cả một đoàn, không ít quân sĩ trên người bị bén lửa, vừa gọi vừa chạy chối chết, một số chỗ thì lăn qua lộn lại, không ngừng dập lửa trên người mình, còn có người dứt khoát cởi hết y phục trên người mình, thân thể trần tròn chạy loạn bắc viện đại vương nhìn thấy tức giận đến nổi trận lôi đình thời tiết rét lạnh như thế lửa như thế nào bén cháy được lại như thế nào thoáng cái liền cháy hừng hực sạch bách như vậy quan binh thủ doanh tuần tra đều là người chết sao dù thế nào cũng không có khả năng trong một khắc mà đốt nhiều doanh chướng như vậy hắn xoay người lên ngựa chỉ huy nhân mã đi dập lửa nhưng gió trợ thế lửa rất nhanh chính doanh chướng hắn ở cũng bắt đầu cháy có binh sĩ tìm được nước tới dập tắt lửa nhưng lửa kia cũng rất quái, càng dội nước, cháy đến càng vượng, lửa cháy phía trên nước, nước chảy chỗ nào lại đem chỗ doanh trướng đó đốt cháy, nhất thời khét lẹt khó nghe, không ít tướng sĩ đã bị khói sông chết. Bắc viện đại vương kiếp này vẫn là lần đầu tiên thấy được sự tình quỷ dị như vậy, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Mắt thấy mấy vạn quân mũi nhọn đều muốn táng thân trong biển lửa, chỉ có thể lệnh cho tướng sĩ vứt bỏ lều trở về thành, trở lại toàn thành lúc trước đoạt được hai vạn quân Tây Lương tiên phong, trong biển lửa bị chết cháy hơn một nửa, còn lại chạy thoát tìm đường sống đều cưỡi ngựa, chuẩn bị đi theo quan quân trốn về thành, nhưng chùa ngựa ở bên trong, ngựa bởi vì lửa cháy quá lớn, bị thụ kinh, trốn thì trốn, chết thì chết, giống như nổi điên chạy ra bên ngoài trốn, như thế lại dẫm đạp chết không ít binh sĩ. Bắc viện đại vương cuối cùng mang nhân mã chưa đủ 8.000 người ra khỏi khe núi. Cho dù một vài người như vậy, tại chỗ hồng của khe núi, lại gặp phục kích. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya không trăng gió lớn, quỷ ảnh lắc lư, hai bên núi căn bản là không có dấu vết người. Người Tây Lương không biết đi qua đoạn núi này bao nhiêu lần, nhưng đường núi quen thuộc như vậy, cũng mang đến cho bọn hắn sự khủng hoảng không hiểu nổi. Bắc viện đại vương ngồi trên lưng ngựa, đã mệt mỏi lại phẫn nộ, hắn từ lúc chào đời tới nay. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện quỷ dị cùng thất bại thảm hại như vậy trốn tới tây lương có người có ngựa có mất ngựa liền đi theo đội ngũ chạy đằng sau bởi vậy đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh đột nhiên trong đội ngũ truyền đến một trận tiếng nổ mạnh liền lập tức có vài tên quân sĩ tây lương bị nổ bay lên lập tức huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng vô cùng thê thảm lúc quân sĩ bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần lập tức lại có một quả bom trong đội ngũ nổ tung đội ngũ lập tức loạn cả một đoàn người cưỡi ngựa liền không quan tâm tới phía trước chạy trốn. Có không ít người đi bộ bị dẫm chết. Đội ngũ chỉnh tề lại loạn làm một đoàn, Bắc viện đại vương hô to không cho phép loạn, bảo trì đội hình, nhưng làm sao còn có người để ý đến hắn. Các tướng sĩ bị tiếng nổ mạnh dọa bể mật, đại đa số đều chạy tán loạn sang hai bên. Nhưng lúc này những quả bom lại như có mắt vậy, nhằm hướng có nhiều người mà nổ lập tức lại có rất nhiều binh lính tây lương chết do bị nổ tung bắc viện đại vương còn muốn quay đầu lại duy trì trật tự tướng quân đi theo bên cạnh hắn lại ngăn cản hắn nói đại vương chúng ta chúng mai phục rồi hay là ngài mau chạy đi nói xong lập tức quất roi vào ngựa của bắc viện đại vương ngựa của bắc viện đại vương bị quất hướng về phía con đường ra khỏi núi mà chạy phía sau hắn còn đi theo vài tên cận vệ lúc đang muốn lao ra sơn khẩu đối diện đã có một người một ngựa ngăn ở đường ra, bó đuốc chớp động phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ vô trù, diễm lệ trói mắt. Bắc viện đại vương cực độ hoảng sợ chợt thấy người xinh đẹp không gì sánh được như vậy xuất hiện trước mắt, hoảng loạn cho rằng thần tiên dáng trần, miệng không khỏi có chút mở ra, ánh mắt dừng ở trên người người kia mở lớn, nhìn người nọ không nhúc nhích, đã quên chính mình vẫn là đang trên đường chạy trốn. Thiếu niên Tuấn Mỹ giống như thần tiên đã mở miệng, "Bổn tướng chính là Lãnh Hoa Đình của Đại Cẩm, ngươi không phải rất muốn gặp mặt bổn tướng sao?" Bắc Viện Đại Vương lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng siết chặt một hồi, nhưng thấy Lãnh Hoa Đình chỉ đến đây một mình, không khỏi lại thở dài một hơi. Nguyên bản chi khí hào phóng lại nâng lên khắp nơi, cười ha ha nói, "Ngươi quả nhiên có vài phần thủ đoạn, nhưng mà, ngươi cũng quá mức tự đại rồi, đơn độc một mình đến đây?" Cho rằng Bổn Vương là cái loại ăn chay sao? Người đã tự động đưa tới cửa, Bổn Vương cũng không khách khí, ai nha nha, quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự so với đàn bà đẹp nhất còn muốn đẹp hơn mấy phần. Nói xong, tay vung lên, tướng sĩ đi theo phía sau hắn liền ùa lên, tấn công về phía Lãnh Hoa Đình. Ngoài dự đoán của mọi người, Lãnh Hoa Đình không nhanh mà lại thối lui, tiện tay ném một quả bom hướng tới đám quân sĩ đang tràn tới quả bom nổ tung trong đám người, lập tức người thì gào thét ngựa thì hí vang, nhiều người chết cùng bị thương. Bắc viện đại vương tức giận, không nghĩ tới lãnh hoa đình âm hiểm xảo trá như thế, theo như lệ cũ của giang hồ, một mình như thế cản đường đương nhiên là khiêu chiến với mình, dốc sức đánh chiến, nào biết hắn không chiến đấu lại không nói, vậy mà làm việc mờ ám. Nửa điểm cũng không quang minh lỗi lạc. Trong nội tâm oán hận, liền oa oa kêu to phóng về phía lãnh hoa đình cũng không để ý tay hắn có còn ném lại bom hay không. mọi người tây lương đều có một cỗ sức lực ngoan cường cùng huyết tính. thời điểm hai người đối mặt chỉ có tiến không có lùi, bất tử bất hiu, không chết không thôi. lãnh hoa đình lại bất động, mỉm cười nhìn xem bắc viện đại vương đang hướng tới gần mình. cổ tay khẽ đảo, một cái nỏ nhỏ xuất hiện cầm trên tay. tại lúc bắc viện đại vương tới gần mình cách không đến mấy trượng, kéo cung cài tên, vụt, vụt, vụt ba mũi tên lông vũ bắn ra cùng một lúc. Bắc viện đại vương sớm có phòng bị, hùa trường đao đánh rơi ba mũi tên kia. Nhưng ai ngờ, cái mũi tên lông vũ kia bất quá chỉ là hư chiêu. Sát chiêu chính thức lại tiễn phiêu vung ra trong tay lãnh hoa đình kia. Một phát liền trúng vào mắt tòa kỳ của Bắc viện đại vương. Con ngựa kia bị chấn kinh, lập tức nâng chân lồng lên, bỗng nhiên đem Bắc viện đại vương hất xuống khỏi ngựa. Lãnh hoa đình lại không trần chờ liên phát mấy mũi ám khí, phong bế mấy chỗ đại huyệt của Bắc Viện Đại Vương, thúc ngựa tới, khom người chụp tới, giống như kiếm đầu chó chết đem Bắc Viện Đại Vương mò lên, đặt ở phía sau trên lưng ngựa, ngay ngang rời đi. Mà lúc này những tướng sĩ đi theo Bắc Viện Đại Vương mới nhớ tới muốn nghĩ cách đi cứu Bắc Viện Đại Vương, nhưng một hồi mũi tên phóng tới bọn hắn như mưa, nơi lộ khẩu này, ở đâu chỉ có một mình lãnh hoa đình, rõ ràng còn có không ít quân sĩ đại cầm mai phục. Bắc viện Đại Vương trên ngựa nhìn thấy bộ hạ của mình từng bước từng bước ngã xuống dưới mưa tên, trong lòng mắng to Lãnh Hoa Đình hèn hạ vô sỉ. Lãnh Hoa Đình cưỡi ngựa vừa chạy vừa cười ha ha nói, "Nương tử của ta đã từng nói qua, không cho phép ta cùng người đơn đả độc đấu, nói cái kia bất quá chỉ là chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà thôi, mà ta lại nghe lời nương tử nhất đó." Trong lời nói, tuyệt không cảm giác mình nghe lời nữ nhân mà cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn vô cùng bừng bừng cao hứng. Một đội quân 2.000 người, thừa dịp lúc ban đêm phục kích, nhưng lại đem gần hai vạn quân tiên phong của Tây Lương cơ hồ diệt hết, cũng bắt sống Bắc Viện Đại Vương. Tin tức này làm cho quan quân đại cẩm trong lòng phấn chấn, sĩ khí dâng cáo chưa từng có. Người Tây Lương tự nhiên không dám lại dễ dàng đến dưới U Thành khiêu chiến nữa. Đại soái Tây Lương tức giận đến mức ở trong một tòa thành khác bị cướp đi mà mắng to người đại cẩm hèn hạ vô sỉ đánh trận không nói đến nguyên tắc, nhưng lại cũng không dám khinh thường người đại cầm nữa. Thứ nữ Bất du vịnh tiểu ngư Chương 172 Vài ngày qua đi, lãnh hoa đình tự mình dẫn đại quân đến khiêu chiến dưới thành của người Tây Lương, nhưng người Tây Lương lại chết cũng không chịu ra khỏi thành ứng chiến. Lãnh hoa đình liền dùng máy ném đá ném bom, đánh bay cửa thành, chiến tranh liền lại một lần nữa khai hòa. Hắn đang mang một vạn nhân mã rút ra từ trong Tây Sơn Đại Doanh, trải qua huấn luyện đặc thù, trang bị cũng đặc thù, tác chiến dũng mãnh, chiến pháp, phương pháp chiến đấu linh hoạt đa dạng, cùng đồng dạng với Lãnh Hoa Đình. Tuyệt không kém cỏi, dùng linh hoạt làm chủ, căn bản không chú ý cái gì mà trận pháp các loại, chỉ cần có thể thắng, có biện pháp gì đều đem ra hết. Người Tây Lương vẫn là rất cường hãn, qua một hồi đại chiến rằng co vài ngày, đánh cho gian khổ lại thảm thiết, bất quá, cuối cùng vẫn là đoạt lại được thành trì bị người Tây Lương chiếm. Lãnh Hoa Đình đang cùng người Tây Lương chiến đấu, Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Khiêm mang theo Trung Lâm Thúc đã sớm vượt qua phong tỏa tuyến, đường ranh giới dùng để ngăn chặn qua lại, tiến nhập Tây Lương cảnh nổi, đã bắt đầu hành trình gian thương của bọn hắn. Mùa đông Tây Lương quả nhiên vật tư mục giữa hư hại, Tây Lương không sản xuất bông vải, Áo bông đều được đưa tới từ Đại Cẩm hoặc Đông Lâm bên kia, nhưng hôm nay chiến sự căng thẳng, vải bông tốt của Đại Cẩm sẽ rất khó vượt qua được biên giới. Bạch Thịnh Vũ đương nhiên cũng không có can đảm dám minh mục trương đảm tại kinh thành Tây Lương tiêu thụ đồ vật Đại Cẩm. Đi không lâu, hắn liền ở dưới sự trợ giúp của Trung Lâm Thúc, dụ dỗ được một gã phú thương Tây Lương. Cái phú thương hoàng thất kia cũng có chút ít bí quyết qua kiểm soát. Cho nên, việc buôn bán làm được cũng rất lớn. Bạch Thịnh Vũ từ trước đến nay gặp cơ hội sẽ nắm bắt, sau khi mời cái phú thương kia đến một chỗ lịch sự trong khách sạn ngồi xuống, liền nói mình là người Tây Lương, biết rõ trong nước thiếu vải bông, liền đi qua bên đại cầm nhập hàng về, chỉ là năng lực có hạn, thân không có bối cảnh hùng hậu, không dám tiêu thụ ở trên kinh thành, đặc biệt tìm một vị có bản lĩnh, có bối cảnh tốt để hợp tác vân vân và vân vân. Cái kia phú thương đã sớm muốn những thứ tốt của đại cẩm, đang lo tìm không thấy nguồn cung cấp, thấy có người đưa tới tận cửa, đương nhiên là vui mừng vô cùng, hơn nữa thương nhân vốn là quan trọng lợi ích, có được tiền lợi nhuận, làm sao mà còn chú ý đến những mục đích chính trị gì gì đấy nữa, đương nhiên hoàn toàn đáp ứng, sợ chuyện mần ăn bị người khác đoạt đi. Đương nhiên hắn làm kinh doanh cũng cẩn thận, tự mình sau khi kiểm tra qua hàng hóa, lại chỉ thanh toán một nửa tiền, đem toàn bộ hàng hóa kéo đi nói là sau khi tiêu thụ hết sẽ giao một nửa tiền còn lại bạch thịnh vũ cũng không để ý liền dễ dàng dứt khoát dựa theo ý tư đó của hắn mà làm thật sự chỉ lấy hắn một nửa tiền lại để cho hắn toàn bộ đem hàng hóa mang đi hóa thương thương nhân buôn bán hàng hóa trong một tháng liền rất nhanh đem mấy trăm cây cuộn vải bông tốt nhất tất cả đều tiêu thụ không còn kiếm được đầy bồn mãn bát mãn đầy túi vốn nghĩ cùng bạch thịnh vũ là làm một cú làm xong một lần rồi chuồn luôn không nghĩ đến tương lai, muốn chiếm tiện nghi một nửa tiền hàng của Bạch Thịnh Vũ. Nhưng toàn bộ hàng trong tay đã xuất ra hết, lại ức không nổi còn muốn kiếm thêm, lòng tham trỗi dậy, chủ động tìm tới Bạch Thịnh Vũ, yêu cầu lại nhập hàng. Một nửa tiền hàng kia đương nhiên là thành thật giao hết. Bạch Thịnh Vũ chỉ cười không nói, lúc này, một phú thương có tiếng khác cũng tới, hắn là hóa thương tiêu thụ xả phòng, Tình hình cùng gã trước cũng tương tự, chỉ giao một nửa tiền hàng rồi đi, hơn một tháng sau mới lại chủ động tìm tới Bạch Thịnh Vũ lần nữa. Trong lúc nhất thời, hai gã hóa thương ngồi cùng một chỗ mới biết được Bạch Thịnh Vũ không chỉ là tiêu thụ chỉ thứ tốt, trong tay còn có nguồn cung cấp khác rất dễ bán, lòng tranh đua trổi dậy, tranh nhau ra điều kiện cùng Bạch Thịnh Vũ, thầm nghĩ chỉ muốn đem người cùng nghề khác ép cho bị loại ra. Vì vậy Bạch Thịnh Vũ liền thuận tiện lên giá, thảo luận, đương nhiên không phải chỉ là vấn đề giá tiền hàng hóa đưa ra không ít điều kiện tiêu thụ có lợi với mình một đường mắt xích buôn bán bí mật tiêu thụ vải bông cùng xà phòng của đại cẩm ở tây lương liền chậm rãi hình thành sau một năm người tây lương đã không mặc vải bố do chính mình dệt không tiêu thụ gia thú của chính mình nữa mặc vải bông của đại cẩm vì thể diện mà bất luận là quý tộc hay bình dân đều yêu mến xà phòng loại đồ vật này đã tiện lợi lại dễ dùng còn không tổn hại ra tay so với xà phòng từ mỡ động vật thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì chiến sự nơi tiền tuyến thuận lợi, thương đội hàng hóa ra vào cũng thuận tiện thông suốt, vận chuyển vật tư từ Đại Cẩm đến Tây Lương liên tục không ngừng. Bạch Thịnh Vũ không chỉ là muốn bán hai loại vải bông cùng xà phòng, đồ gốm xứ, trà hảo hạng cùng vật phẩm dệt tơ của dân gian Đại Cẩm cũng cùng nhau hướng Tây Lương khuynh tiêu, bán phá giá, bán rẻ hơn hàng hóa nơi bản xứ. Tây Lương Hoàng Thất vì chiến sự tiền tuyến mà sứt đầu mẻ chán, không lòng dạ nào chú ý đến kinh tế trong nước, lại không biết, trong lúc bất chi bất giác, người Tây Lương đã rất ỷ lại vào thương phẩm của Đại Cẩm, nghề thủ công tác phường, phường chế tác thủ công, trong nước sản nghiệp dần dần tiêu điều. Nguyên bản nông dân trồng cây gai cũng thay đổi giống cây trồng khác, đất đai Tây Lương vốn cằn cỗi, trồng cây gai sản lượng còn cao một chút, trồng những cây khác càng không được, lúa mạch cây ngô các loại chỉ thu hoạch được một mùa những giống hoa quả so với đại cẩm cùng đông lâm cũng không lớn và ngon miệng bằng cũng may tây lương có quạng mỏ tốt quạng sắt rất tốt bạch thịnh vũ sau khi kiếm tiền liền thuận tiện trắng trợn thu mua quạng sắt của tây lương khoáng thạch đã có nguồn tiêu thụ tốt đại đa số nông dân liền thay đổi mà đi khai thác quạng vì vậy vải bông lá trà xà phòng còn có tơ lụa của đại cẩm liên tục không ngừng tiêu thụ ở tây lương mà Tây Lương khoáng sản cũng liên tục không ngừng chảy vào Đại Cẩm. Đại Cẩm vốn thiếu hụt tài nguyên khoáng sản thoáng cái đã được bổ sung, binh khí, chiến bị, trang bị chiến đấu, cũng được cải thiện, Tân Hoàng lại trọng võ, dốc hết sức lực luyện binh, đã có quân bị, trang bị quân sự, võ trang, lực lượng quân đội cũng lớn hơn rất nhiều, quân đội Đại Cẩm vốn mềm yếu cũng có thể trở nên cường đại. Bất quá, cái gọi là xâm lược kinh tế không phải là chuyện một sớm một chiều, hiệu quả cuối cùng như thế nào, cũng phải 3 năm năm về sau mới có thể nhìn ra. Bất quá, bởi vì Bạch Thịnh Vũ cùng Tây Lương buôn bán lớn, nên lượng lớn bạc trắng cũng trôi ngược trở lại đại cẩm, trong lúc lãnh hoa đình buôn bán lợi nhuận đầy túi, đương nhiên cũng đem phần nhiều hiến cho triều đình. Triều đình đại cẩm từ nay về sau không hề chỉ dựa vào một thương đội trên biển, vẫn tiếp tục cùng Đông Lâm và các tiểu quốc kinh thương, buôn bán kiếm lời, lại để cho triều đình có tiền thuế sung túc bổ sung tiêu hao của chiến tranh, chiến sự cùng Tây Lương không chỉ lấy được ưu thế trên mặt quân sự. Hơn nữa còn có kinh tế cường đại ở hậu viện, thế cục chiến tranh thoáng một phát liền nghịch chuyển, đối với đại cẩm càng ngày càng có lợi. Mà Bắc Viện Đại Vương bị bắt sống, thành trì đoạt được liên tiếp bị mất đi, trong hoàng thất Tây Lương cũng bắt đầu hồn ào. Người Tây Lương cùng đại cẩm chiến tranh nhiều năm, chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như thế, Hoàng đế Long Nhan giận dữ, đem nguyên nhân chiến sự thất bại phần lớn quy tội hết trên người Nam viện Đại vương trở về từ Đại Cẩm, trách hắn không nắm bắt tình báo quân sự cùng tin tức chuẩn xác, khiến cho Bắc viện Đại vương bị bắt, chiến sự thất bại. Nam viện Đại vương Lãnh Nhị tên vốn có là Hách Liên Dung Thành, là con trai thứ 9 của Hoàng đế, nhưng bởi vì mẫu thân chỉ là một tiểu cung nữ, từ nhỏ liền bị người xem thường, cho nên lúc thiếu niên liền lập chí muốn làm nên đại sự nghiệp, vì chính mình cùng mẫu thân tranh giành tiếng nói, tại đại cẩm ẩn nấp hơn 20 năm, đưa về cho Tây Lương một lượng lớn tiền tài từ bên ngoài còn thành lập nên một hệ thống tình báo cường đại, cung cấp tin tức tình báo chuẩn xác giúp Tây Lương xâm lược đại cẩm. Nhờ điều này Tây Lương mới có thể mỗi năm chiến sự cùng đại cẩm bất bại, hôm nay bỗng bị bại quá thảm, hoàng đế trách cứ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn há có thể cam tâm, Lúc này đây rõ ràng dò xét được lãnh hoa đình bất quá là dẫn theo đại cẩm thất bính bát thấu. Bảy gom tám hợp có nghĩa là gom chỗ này hốt chỗ kia. Mới tổ chức được 10 vạn nhân mã, hành quân ra tiền tuyến. Nhưng thật không nghĩ tới, trong quân đội thế nhưng có một đội ngũ kỳ lạ. Trang bị kia cũng là hắn chưa từng thấy qua. Trước kia chỉ nghe nói lãnh hoa đình thành lập một đội tư binh. Nhưng tư binh kia huấn luyện quá mức bí mật. Người của hắn căn bản là không cách nào đà nhập, trà trộn vào vào đội ngũ được càng không cách nào thám thính được tin tức làm cho hắn phẫn nộ nhất chính là lãnh hoa đình vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng liền đem một vạn người đại cẩm của tây sơn đại doanh huấn luyện thành một đội ngũ cường đại khác đến nay hách liên dung thành cũng không hiểu nổi lãnh hoa đình là như thế nào làm được có thể đem một quân đội yếu ớt như con cừu huấn luyện thành dũng mạnh như mãnh hồ đây quả thực là kỳ tích của quân lính mà Lãnh Hoa Đình vẫn là tiểu tử tàn phế mà chính mình vô cùng quen thuộc. Cho dù chữa tốt cái chân tàn phế, nhưng làm sao có thể giống như Thiên Phú Trị Quân. Nhưng nếu không cam tâm, sự thật vẫn là như thế, không cho phép hắn không tin, ngay tại thời điểm hoàng đế Tây Lương giận dữ, Lãnh Hoa Đình cùng Tôn đại lão ra thừa thế truy kích, đoạt lại thành trì vốn thuộc về Đại Cẩm, thay đổi thói quen trăm năm qua của Đại Cẩm là chỉ thủ chứ không có công lại đem chiến sự kéo đến cảnh nội Tây Lương. Tây Lương biên tắc, chốt trọng yếu ở vùng biên cương. Ô Long Trấn đứng mũi chịu xào, bất quá thời gian 10 ngày liền bị đại cẩm chiếm cứ, chiến hòa từ lãnh thổ đại cẩm. Trực tiếp đốt tới trên lãnh thổ Tây Lương. Người Tây Lương lần nữa khiếp sợ, đây không phải là tác phong quen thuộc của người đại cẩm. Trước kia đại cẩm cùng Tây Lương tác chiến có thắng có bại, nhưng đại cẩm từ trước đến nay chỉ là đem người Tây Lương xâm lược đánh chạy về quốc cảnh liền ngưng chiến, không hề tiếp tục, cho nên, người Tây Lương mới không có sợ hãi, chiến sự mỗi ngày mặc kệ thắng bại dù sao cũng không quá thiệt hại dân chúng bổn quốc, thắng, cướp được tài vật nhiều, thất bại cũng chỉ là hao tổn chút ít nhân mã, vẫn có thể cướp được không ít tài vật. Đối với người Tây Lương mà nói, bại trận cũng không quan hệ đau khổ, sang năm lại đến là được. Nhưng hôm nay bất đồng, quốc thổ bọn hắn tuy rộng lớn, nhưng thực sự phỉ nhiêu thì chỉ có một ít đất đai của các thôn trấn giáp với đại cẩm. Hơn nữa, vì mấy cái thôn trấn đó thông thương cùng đại cẩm, kinh tế cũng là phát triển nhất. Hôm nay những trọng trấn kia đã bị rơi vào dưới sự uy hiếp của đại cẩm. Bảo hoàng thất Tây Lương như thế nào không sợ hãi, như thế nào không lo lắng. Trong nhất thời, triều đình bùng nổ một trận nghị luận. Hoàng đế triệu tập đại thần thương nghị đối sách, không ít người ở giữa hoảng hốt lo sợ liền đưa ra yêu cầu cầu hòa nói rằng đại cẩm từ trước đến nay thích tự cho mình là thiên chiêu thượng quốc quốc gia lớn như trời a còng a còng thích nghe lời tán dương lại rất an phận chiến tranh từ trước đến nay làm cho người đại cẩm không thích trước kia tây lương chưa bao giờ chủ động cầu hòa bây giờ tự động cầu hòa người đại cẩm tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng ý kiến vừa đưa ra được rất nhiều đại thần tán thành trên cơ bản không có người phản đối. Hơn nữa, ở bên trong triều đình liền bắt đầu thương nghị điều kiện cầu hòa, đề xuất, đương nhiên là có lợi cho Tây Lương. Hoàng đế thầm nghĩ nhanh chút ít đình chiến, sớm để cho người đại cẩm lui về là tốt rồi, đương nhiên đáp ứng. Nhưng mà đại sử, sứ thần, Tây Lương đến U Thành, cao ngạo đem hiệp nghị cầu hòa của bổn quốc đưa cho tôn đại tướng quân. Tôn đại tướng quân sau khi xem xong, bên môi câu một tia cười lạnh, Đưa cho Lãnh Hoa Đình ở bên cạnh xem. Lãnh Hoa Đình sau khi xem xong không nói hai lời, tay vung lên, gọi đao phủ tới, hét lớn một tiếng, đè xuống chém. Sứ giả kia nghe xong bị dọa toàn thân bắt đầu run rẩy lớn tiếng nói, hai nước xảy ra giao chiến không chém sứ giả, người đại cầm các ngươi từ trước đến nay tự cho mình là lấy lễ nghi chi bang, như thế nào lại không nói đạo lý như vậy. Lãnh Hoa Đình cười khẩy nói, Đối với sứ giả vô sỉ đến mức này như các ngươi thì không cần nói đến đạo lý. Đại sứ Tây Lương bị người lôi đi chém, Lãnh Hoa Đình sai người đến Ô Long trấn treo đầu sứ giả trên tường thành. Dân chúng Ô Long trấn thấy được trong lòng kinh ngạc suy nghĩ, Đại Cẩm dùng thái độ cường hãn trước nay chưa từng có xuất hiện trước mặt người Tây Lương. Tây Lương hoàng thất càng khiếp sợ tột đỉnh, một ít người có nhiệt huyết liền lập chủ, bầu người chủ trì, cùng Đại Cẩm quyết một trận tử chiến quân đội đại cẩm cường thịnh so với quân Tây Lương cũng kém hơn, cũng có đại thần chủ hòa nói điều kiện đưa ra không quá hợp lý, yêu cầu sửa điều kiện. Kể từ đó, chủ chiến cùng chủ hòa hai phái liền bắt đầu cãi nhau, hoàng thượng bị đám đại thần làm cho sứt đầu mẻ chán, tức giận đến phất tay áo bỏ đi, để lại một đám đại thần tiếp tục cãi lộn. Nhưng là, sự tình còn chưa xong, người Tây Lương còn chưa có nhau nhau xong, Lãnh tốn liền dẫn lĩnh ba vạn tinh binh trong vòng ba ngày lần nữa hạ thêm một thành. Chấn động toàn bộ triều đình Tây Lương. Bị thua trận lớn như thế, phái chủ chiến rốt cuộc khó nói được lời biện giải nào. Đã không có lực lượng, phái chủ hòa liền dốc hết sức yêu cầu sửa chữa hiệp nghị cầu hòa. Nhưng sau khi có hiệp định cầu hòa, rốt cuộc cũng không có người nào dám làm đại sứ cầu hòa. Hoàng thượng hỏi qua nhiều đại thần. Những đại thần kia đều là nghĩ chăm kế thoái thác tất cả tìm hết các lý do, không chịu làm đại thần đi sứ chịu chết, hoàng thượng tức giận đến nổi thở không được, ngất luôn ngay tại chỗ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.